bi quan hoặc là hoang mang. Nhưng mà nói ra về vấn đề thiên ma thì các bạn nghe các bạn sẽ hoang mang, nhưng mà tôi sẽ nói qua vậy để các bạn biết là có Phật thì sẽ có ma. Mà bản thân chúng ta là hướng về cha trời rồi, về mẹ đất rồi, về thần Phật thánh tiên rồi, trong tâm có Phật rồi, đã đem Phật vào trong tâm rồi, trong tim rồi, thì chúng ta có ở bên cạnh ma đi chăng nữa, tâm Phật thì Phật vẫn chọn vẫn độ, và chúng ta vẫn làm theo tâm Phật, chúng ta không tạo ác thì vẫn được Phật chọn Phật độ. Còn nếu như chúng ta ở bên cạnh Phật nhưng tâm ma thì ma nó cũng dẫn à, Phật cũng không che được. Thì bản thân tôi cũng không giới giang gì, cũng chỉ là một người khai mở thôi. Thì cũng mong quý vị cố gắng, ngoài những cơm áo gạo tiền, sinh ra con người mà sướng thì cũng chả mấy hồi, nhưng khổ thì cũng rất nhiều. Kể cả có ngồi trên đống vàng thì rồi cũng khổ các bạn. Khi rớt xuống đống vàng là khổ, có cởi trên hạnh phúc thì rơi xuống hết hạnh phúc thì cũng lại thấy khổ. Không khổ mặt nọ thì cũng khổ mặt kia. Đời là bể khổ mà các bạn, đời là đau khổ đó. Có chồng thì khổ đường chồng, mà không có chồng thì cũng khổ đường không có chồng. Nhưng chúng ta biết điều tiết rồi hướng tới Phật Pháp thì cũng có nhiều an lạc để an ủi chúng ta. Thì chúng ta cố gắng niệm Phật, ngồi thiền, khai mở hệ căn nhé quý vị. Và chúng ta cũng đừng để cho thầy bà và những người mà biết là trời Phật chọn để độ chúng sanh đấy, nhưng mà vì lòng tham của con người nó khởi lên nên họ đã đánh mất đi. Thì biết là họ đã tham nổi lên rồi thì rồi bề trên cũng sẽ rút căn. Nhưng trước mắt là bạn nào mà không tỉnh ngộ để cho họ điều khiển mình thì mình thua thiệt trước mắt cái đã. Tôi vào đây chia sẻ đến đây thì chúc quý vị hạnh phúc, bình an, mạnh khỏe và tiến tu nhé. Thân tâm thường an lạc.